quan điểm mới nhất thay thế cho rằng tấm da có một bộ khung truyền thống với nhiều tính năng vượt trội tới lưu chi phí. Bạn đã thử chưa? Cùng Ngô Lắc tìm hiểu nhé. Nó có tấm da cuốn cong, vì thế có thể sử dụng để trang trí bề mặt, tủ, kệ, quầy bàn. Mẫu mã sản phẩm vô cùng đa dạng, anh chị có thể thoải mái lựa chọn tấm ốp phù hợp với thiết kế của căn nhà. Không như những sản phẩm tấm ốp lam sóng truyền thống, sản phẩm này có khả năng uốn cong nên sử dụng để trang trí tủ hay quầy tiếp tân, quầy bar vô cùng phù hợp. Với chất lượng cao cấp và gia công hoàn thiện, sản phẩm có khả năng chống cháy lan hiệu quả, cũng như chống nước, chống ẩm mốc. Đây sẽ là sản phẩm tô điểm thêm cho vẻ đẹp của căn nhà, giúp cho căn nhà trở nên hiện đại, sang trọng hơn. Cùng thử ngay nào!